Đây là mẫu tranh thêu chữ thập đồng hồ hiêu nai tài lộc các bạn nhé. Tranh này mẫu này là thêu 3D này. Chỉ cốt tông các bạn này. Các bạn vào trang Thu Thanh Handmade để nhận những cái video mới của mình nhé. Đăng ký kênh, mình sẽ quay rất là nhiều mẫu mới về đấy ạ. Tranh thêu chữ thập ạ.